Xứng nguồn viên Trang Lương và Tuyết Nha cùng ban tin tức của ABC TV xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý khán giả dành cho những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua. Chúng ta trở lại với tin tức từ Texas, Hoa Kỳ. Một cộng hạt tại đây mở cửa các thư viện trong bối cảnh cuộc chiến về những cuốn sách bị cấm ra sao. Các ủy viên quyết định những thư viện công cộng tại quận hạt nông thôn Texas mở cửa trong khi cuộc chiến tại tòa tiếp diễn về việc liệu giới chức địa phương có thể loại bỏ những cuốn sách được coi là không phù hợp hay không. Ủy viên của quận hạt Lenano tại trung tâm Texas tổ chức cuộc họp đặc biệt xem xét việc đóng cửa ba chi nhánh thư viện công cộng sau phán quyết của một thẩm phán liên bang về việc trả lại những cuốn sách bị cấm và không kiểm duyệt nữa. Quận hạt Lenano, với dân số 22.000 người, cách Austin khoảng 60 dặm về phía tây bắc, là điểm mới nhất trong cuộc chiến về sách trong những thư viện trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Bốn ủy viên và thẩm phán của tòa vừa ủy viên quận hạt Lenano, cơ quan quản lý đã nghe ý kiến từ 15 thành viên công chúng trong cuộc họp căng thẳng trước khi bước vào phiên điều hành. Hầu hết những người phát biểu muốn thư viện mở cửa, nhưng người khác thì nói rằng họ muốn thư viện đóng cửa cho đến khi những cuốn sách mà họ dán nhãn là khiêu dâm bị bán hết đi. Và họ đọc to những cảnh không phù hợp, rõ ràng đã có in trong sách. Boeing tạm dừng giao một số máy bay 737. Tiết lộ hôm thứ Năm, Boeing sẽ tạm dừng giao hàng một số chiếc 737 MAX khi phải vật lộn với vấn đề chất lượng phụ kiện của nhà cung cấp mới là Spirit Aero System và có thể bị ảnh hưởng từ năm 2019. Công ty cho biết là vấn đề này có thể sẽ ảnh hưởng đến một số lượng đáng kể máy bay 737 MAX chưa được giao trong quá trình sản xuất và lưu kho, đồng thời có thể dẫn đến việc giảm số lượng máy bay 737 MAX được giao trong thời gian tới. Cổ phiếu của Boeing đã giảm 5.3% và cổ phiếu của Spirit Aero System đã giảm 11.8% nhiều giờ sau sự thông báo. Sự việc ảnh hưởng đến một số dòng máy bay 737 MAX, bao gồm máy bay MAX 7, MAX 8 và MAX 8200, cũng như máy bay giám sát hàng hải P-8 Poseidon dựa trên 737NG. Tuy nhiên, thì Boeing cho biết là sự việc không phải là về an toàn chuyến bay và các máy bay đang hoạt động vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Cục Hàng không Liên bang cho biết là họ đã xác định đánh giá của Boeing rằng không có vấn đề gì an toàn ngay lập tức dựa trên các sự kiện mà dữ liệu và Boeing trình bày. Và cơ quan này sẽ đánh giá tất cả các máy bay bị ảnh hưởng trước khi giao hàng ra. Tổng thống Biden đã nói không có gì mà chúng ta không thể vượt qua. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói về bàn giao đặc biệt giữa Ireland và Hoa Kỳ khi phát biểu trước những vị khách tại tiệc chiêu đãi được tổ chức để vinh danh ông tại Dublin vào tối thứ Năm vừa qua. Thủ tướng Ireland là Leo Varadkar đã chào đón Tổng thống Hoa Kỳ tại hội trường St. Patrick ở lâu đài Dublin, một vinh dự trước đây từng được tổ chức cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy. Và Varadkar ca ngợi ban giao của họ trước khi chúc mừng Tổng thống Biden về lập trường của ông tại Ukraine. Chúng tôi được kết nối bởi mối ban giao họ hàng và tình bạn, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi có một tầm nhìn về tương lai và những gì có thể đạt được. Tổng thống Biden đã nói ông cảm thấy vô cùng may mắn khi được rất nhiều người chào đón trong chuyến thăm tới Ireland như thế. Về phía Hoa Kỳ đã lên án Việt Nam bỏ tù ông Nguyễn Lân Thắng chỉ vài giờ trước khi chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken. Vài giờ trước chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã lên án việc Việt Nam bỏ tù blogger Nguyễn Lân Thắng và nói rằng quan hệ chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu như Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền. Một tòa án Hà Nội hôm 13 tháng 4 đã kết án ông Nguyễn Lân Thắng, blogger của Đài Á Châu Tự Do, 6 năm tù vì bị cáo buộc các hoạt động chống nhà nước, một vụ án khiến cho quốc tế lo ngại về cách đối xử của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến. Hãng tin Reuters đã dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói: "Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và bãi bỏ mọi cáo buộc đối với Nguyễn Lân Thắng và những cá nhân khác đang bị giam giữ về thực hiện ôn hòa và thúc đẩy nhân quyền." Trước chuyến thăm Hà Nội của ngài Ngoại trưởng trưởng, thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Việt Nam là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và mối quan hệ đối tác đó chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu như chính phủ Việt Nam thực hiện các bước phối hợp để đáp ứng các nghĩa vụ và cam kết của mình theo như các quy định luật pháp quốc tế và cải thiện thành tích nhân quyền của mình. Lọc hóa dầu Bình Sơn giảm 89% lợi nhuận trong năm nay. Thưa quý vị, năm 2023, lợi nhuận của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn BRS dự trù giảm 89% so với năm ngoái. Giới chức công ty công bố như vậy và truyền thông đã loan tin. Theo đó, năm nay nhà máy Bình Sơn bắt đầu việc bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5, kéo dài 50 ngày từ 22 tháng 6 đến 11 tháng 8, nhà máy sẽ ngừng hoạt động. Thế nên kết quả kinh doanh giảm vì công suất thấp
và chi phí bảo dưỡng cho nhà máy sau 12 năm hoạt động sẽ tăng. Đồng thời, thuế nhập cảng xăng giảm từ 8% xuống 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 5 lên 10%. Những yếu tố này khiến cho lợi nhuận giảm 89%. Cho dù lợi nhuận trong năm có giảm nhiều như vậy, giới chức tại đây cho rằng cổ phiếu của công ty cơ bản đáp ứng được điều kiện để thực hiện việc ghi danh niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Sài Gòn. Ngày 13 tháng 4, BRS đã mở phiên họp đại hội cổ đông thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu. Và đây là đơn vị điều hành nhà máy Dung Quốc tại Quảng Ngãi, cũng là nhà máy lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam, chiếm khoảng 1/3 thị phần cung cấp xăng dầu của đất nước. Bộ tách trà, sành sứ kỷ niệm được sản xuất trước lễ đăng quang của Quốc vương Anh. Đại diện công ty Royal Collection Church cho biết là đồ sứ kỷ niệm lễ đăng quang sắp tới của vua Charles III đang được sản xuất tại một lò nung truyền thống và nhà máy liên kết với hoàng gia. Tách trà, cốc, đĩa đựng đồ tráng miệng và hộp đựng thuốc nằm trong số 5 món đồ được tung ra. Mỗi món được đánh dấu bằng các biểu tượng kỷ niệm để kỷ niệm lễ đăng quang sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 tại tu viện Westminster. Ian Grant, người đứng đầu bộ phận phát triển và mua sản phẩm tại Royal Collection Church, đã cho biết, chúng tôi có 4 biểu tượng quốc gia của Vương quốc Anh và chúng tôi đã sử dụng các giải ri băng quấn để thể hiện sự hợp tác giữa các vị vua và các thiết bị khác, chẳng hạn như lá sồi tượng trưng cho sức mạnh và lá nguyệt quế tượng trưng cho hòa bình. Ông Grant cho biết là đất sét làm đồ sứ có nguồn gốc địa phương từ Vương quốc Anh và các mặt hàng phiên bản giới hạn khác cho bộ sưu tập đăng quang chính thức như ấm trà, dự kiến là sẽ được sản xuất vào cuối năm nay. Thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm, đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm và những chương trình quà tặng, kính mời quý vị đón xem qua đài IBC TV cũng như qua số điện thoại là 7148925717, hay quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Và cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại và bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance với hơn 10 năm trên thị trường, cộng đồng người Việt chúng ta đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại thị trường bảo hiểm đang rất biến động với những giá cả leo thang. Quý vị xin hãy đừng ngần ngại coi lại những policy của mình để save tiền trong đến với B&T Insurance để được tiết kiệm tiền trong tất cả các bảo hiểm xe, nhà, cơ sở thương mại, workers' comp, nhân thọ và quỹ về hưu. Khi đến với B&T Insurance thì quý vị cũng đã là một người Việt và ủng hộ cho những cơ sở thương mại của người Việt chúng ta. Đồng thời khi quý vị mua bảo hiểm ở đây thì cũng một phần nào đó quý vị đang gián tiếp để chung tay cùng làm những việc thiện nguyện cùng B&T Insurance, bởi vì bên B&T Insurance luôn lấy một phần lợi nhuận để đóng góp vào những chương trình thiện nguyện. Gần đây thì chúng ta cũng có thể thấy B&T Insurance đã xây 3 chiếc cầu và làm 3 chiếc giếng giúp cho bà con tại Việt Nam thông qua hội từ thiện Hoa Sen Việt và đài truyền hình IBC TV. Thêm vào đó nữa là B&T Insurance cũng vừa đồng bảo trợ cho chương trình Egg Hunt trong lễ Easter vừa rồi của nhóm người Việt California tại Stanton Park với số lượng lên tới hơn 1.000 người tham dự. Đồng thời chúng tôi cũng đã tài trợ cho bảo trợ cho tặng rau củ quả tươi sống tại tỉnh xá Giác Lý. Tại tỉnh xá Giác Lý mỗi thứ tư hàng tuần đều có chương trình tặng rau củ quả trái cây sữa miễn phí và B&T Insurance vẫn tiếp tục tài trợ, tuần vừa rồi đã lên tới hơn 500 phần quà. Quý vị còn chần chờ gì nữa, hãy xin hãy gọi ngay cho B&T Insurance để vừa tiết kiệm tiền trong những bảo hiểm của mình, vừa đóng chung tay đóng góp và tri ân lại cho cộng đồng. Tuyết Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình đặc sắc khác của IBC TV.